chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ qua tại SEC cũng như trên thế giới có những tin tức đáng chú ý nào? Tất cả đều được cập nhật trong điểm tin 24 giờ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 1 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào thứ Tư, ngày 6 tháng 1 2021, Cộng hòa SEC tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm mới coronavirus với 17.668 trường hợp. Theo những cách tính mới từ Bộ Y tế, số người cao tuổi bị nhiễm và nhập viện sẽ tác động đáng kể đến cấp độ PEST. Sự lây lan dịch bệnh nhanh chóng giữa người cao tuổi khi đầu tháng 12 chỉ có khoảng 644 ca nhiễm mỗi ngày. Chỉ sau một tháng, số ca nhiễm đã lên tới 3.113 ca. Trong vòng 7 ngày qua, có tới hơn 13.000 người cao tuổi trên 65 tuổi phát hiện bị lây nhiễm và 1/3 trong số đó đã nhập viện hoặc cần sự giúp đỡ từ bác sĩ. Sau khi phát hiện ở những người cao tuổi kết quả dương tính, tình trạng sức khỏe kém đi, thì trên bản đồ là tỷ lệ phần trăm số người đã phải nhập viện. Ví dụ như tại vùng Liberecko với 68%, ngược lại tại Praha có tỷ lệ người cao tuổi nhập viện thấp nhất với 36%. Vào sáng nay ngày 7 tháng 1, chính phủ đã quyết định và đưa ra thông báo tại cuộc họp kéo dài hệ thống chống dịch PEST cấp độ 5 ít nhất đến ngày 22 tháng 1. Đồng nghĩa với việc các dịch vụ, quán ăn, nhà hàng tiếp tục sẽ phải đóng cửa đến ngày 22 tháng 1. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thông báo rằng xét nghiệm kháng nguyên miễn phí sẽ vẫn hoạt động sau ngày 15 tháng 1. Ông cũng đã nói thêm về ngày 22 tháng 1, do đây là ngày kết thúc tình trạng khẩn cấp tại Cộng hòa Séc và khả năng cao chính phủ sẽ tiếp tục kéo dài tình trạng khẩn cấp, ít nhất cho đến tháng 3, 2021. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ đặc biệt cho khu trượt tuyết tại Séc. Bộ Giáo dục có ý kiến để các em học sinh cuối cấp có thể họp theo nhóm nhỏ vì kỳ thi cũng sắp đến. Điều được đưa ra thêm trong cuộc họp là từ giờ sẽ được phép thăm thân tại bệnh viện, nhưng những người này phải có xét nghiệm âm tính và đeo khẩu trang phòng độc FFP2. Bộ Y tế đang thảo luận về cách nới lỏng các ngành nghề và dịch vụ mà không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai lây bệnh ở trong mức độ PEST 4. Một trong những lựa chọn khả thi nhất hiện nay là thường xuyên xét nghiệm hoặc tiêm chủng. Nói một cách đơn giản hơn là thợ làm tóc, làm nail, massage có thể nhận khách với điều kiện họ phải thường xuyên đi xét nghiệm hoặc tiêm phòng. Ngoài ra, theo như Bộ Y tế, những người đã bị nhiễm COVID-19 cũng nên được nhận giấy phép hay chứng nhận trong vòng 90 ngày và họ cũng có thể đi đến các khu vực như ca nhạc ngoài trời, các sự kiện thể thao, văn hóa như những người đã đi tiêm hay có xét nghiệm âm tính. Từ năm 2021, một loại thuế cố định mới đã được áp dụng cho những người tự kinh doanh Observer. Cho đến ngày 6 tháng 1, có khoảng 13.400 người tham gia đăng ký về thuế cố định mới này. Nộp đơn muộn nhất là đến ngày 11 tháng 1, 2021 và có thể nộp qua hòm thư điện tử, qua Internet, gửi thư điện tử, qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận ở Sở Thuế. Đối với năm 2021, mức thuế cố định là 5.469 korun mỗi tháng. Những người tự kinh doanh Observer có thu nhập hàng năm đến 1 triệu korun và những người không nộp thuế DPH. Số tiền này bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân với số tiền là 100 korun. 50 đến cũng đồng nghĩa là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của Tamda Foods. Vậy hãy cùng dân Tamda Foods có những khuyến mãi gì hấp dẫn ngay thế nào? Bánh quy hay các bánh mì từ thương hiệu Biscoff Lotus với giá trị từ 23,90 korun. Chipsy Bohemia hay Tortilla Don Fernando với giá trị từ 12,50 korun. Nước xịt kính Cheron dành cho mùa đông hay xịt tẩy rửa Sif với giá vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt hơn, từ ngày 11 tháng 1 năm 2021 sẽ diễn ra chương trình đón lộc đầu xuân với hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn. Hãy đón xuân sang cùng Tamda Foods. Trường tiểu học tại Boskovitska ở Blansko đã cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học và trong giờ nghỉ giải lao. Trường đã sử dụng những thay đổi trong luật hiện cho phép hạn chế hoặc cấm sử dụng điện thoại di động, ngoại trừ do lý do sức khỏe. Trước đây, nhà trường đã định cấm sử dụng điện thoại, nhưng theo yêu cầu của thanh tra nhà trường, điều đó đã phải lùi lại cho đến nay. Hôm nay, Bộ Giáo dục đã có thông báo ở trên trang mạng xã hội Facebook của mình rằng cho đến ngày 22 tháng 1, 2021, chế độ học của học sinh vẫn được giữ nguyên. Và từ ngày 11 tháng 1, Bộ Giáo dục sẽ đưa ra các biện pháp xử lý khủng hoảng tại các trường. Một số trường đại học và trường cao đẳng, kỳ thi tuyển sinh có thể tham gia tối đa 10 sinh viên, số người cũng được áp dụng với tư vấn cá nhân. Phiên họp ngày 6 tháng 1 của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ vốn chỉ có tác dụng thủ tục, trở thành tâm điểm khi phe ông Trump liên tục đòi lật ngược kết quả bầu cử đại cử tri đã bầu.
trong lúc hai viện của Quốc hội Mỹ đang tranh luận sau khi có nghị sĩ phản đối kết quả bầu cử của bang Arizona. Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội, buộc các nghị sĩ phải đi sơ tán. Lãnh đạo cảnh sát thủ đô Washington DC Robert Conte cho biết người biểu tình của ông Trump đã tấn công nhân viên chấp pháp bằng hóa chất khi tìm cách xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ông tuyên bố vụ việc là bạo loạn. Lực lượng vệ binh quốc gia đã đến trấn áp những người biểu tình ở điện Capitol. Đã có 4 người thiệt mạng trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội, 3 người trong số này tử vong trong tình trạng y tế khẩn cấp và 1 người còn lại thiệt mạng do trúng đạn. Ngoài ra, ít nhất 52 đối tượng đã bị bắt giữ. Twitter khóa tài khoản của Tổng thống Donald Trump trên nền tảng này trong 12 giờ sau khi ông Trump viết về cuộc biểu tình. Trong một đoạn video dài 1 phút và được quay trước Tổng thống Donald Trump kêu gọi những người ủng hộ ông đang chiếm đóng tòa nhà Quốc hội này hãy về nhà trong an toàn. Thị trưởng Washington DC thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp lên 15 ngày do hậu quả của các cuộc bạo loạn tràn qua tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1. Ở một số bang như Oklahoma, Georgia, Arizona, Nevada và bang Washington ghi nhận người biểu tình có mang súng. Tại một số bang khác như Ohio và California, tình trạng ẩu đả diễn ra khiến nhà báo và người bất đồng bị tấn công. Còn lại nhiều cuộc biểu tình vẫn tương đối ôn hòa. Sáng sáng ngày 7 tháng 1 năm 2021 theo giờ Mỹ, tại phiên họp chung đặc biệt của Lưỡng viện, Quốc hội Mỹ đã chính thức xác nhận ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 năm 2020 và sẽ trở thành Tổng thống hợp hiến thứ 46 của nước Mỹ. Phó Tổng thống Mike Pence thông báo ông Joe Biden đã chính thức nhận được 306 phiếu đại cử tri, Tổng thống Donald Trump nhận được 232 phiếu, từ đó ông Biden sẽ là Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới. Ông Biden và bà Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức vào trưa ngày 20 tháng 1. Vào nửa đêm ngày 6 tháng 1, với 93 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ phản đối đầu tiên nhằm vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 tại bang Arizona. Theo đó, ông Joe Biden giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump và thu về 11 phiếu đại cử tri. Với tỷ lệ phiếu áp đảo 92-7, Thượng viện Mỹ đã phủ quyết nỗ lực đảo ngược kết quả kiểm phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania. Sau 2 giờ thảo luận, Hạ viện Mỹ cũng đã bác đơn phản đối kết quả bầu cử của Tổng thống ở bang Pennsylvania. Như vậy, tất cả các đơn phản đối kết quả bầu cử tại các bang chiến địa đều đã bác bỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết chuyển giao quyền lực một cách có trật tự sau khi Quốc hội xác nhận Tổng thống tân cử Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Ông cho biết, mặc dù ông hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử, song sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự vào ngày 20 tháng 1. Vâng, vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên ấn nút like và subscribe để nhận được những thông tin mới nhất. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày mai.